Châu ở phòng kia bình thường. Phòng này cũng đâu bật điều hòa đó. Kêu mấy đứa lên làm. Rảnh mới cắt bông chứ. Em đợi cỡ 5-10 phút thôi. Thương mình ấy, chị để em khỏe lại hơn. Nên ngày nay nhiều người tìm hạ ta. Chữ A này văn giống với chữ 4 vậy trời. Cho khỏi giống. Là chữ từ số 4. Chơi giống chữ A rồi. Chị không ơi.
cái số không thể thoát cảnh được. Từ nãy bà kêu là cái mặt chị bà đang vào đó là được làm rồi, mình quá chiều sáng giờ toàn rửa mặt, cái số rồi đã. Sinh nhật mình một tháng rồi. Chị away ha, chị đem đồ qua đem đồ về à, tạo ghê trời. Nhiệt tình ghê trời. Chị thấy màu gì à? Màu xám xám đẹp hơn, xám xám một kiểu trẻ nhìn nó hay hay hơn, đen thì nhìn nó sang, đen cũng đẹp.
Đã hả? Có là đạm đây luôn á. Mụn này cũng bình thường. Cục mụn vàng vàng. Sướng, mụn lâu đời. Mụn ba này chắc cũng để hơi lâu rồi. Mụn con bé khách quen mình mà ra bữa nay mụn nhiều ghê đi nữa chứ. Thấy không? Do nặng mô nặng mà răng lại nhiều thấy vô lý giống dễ sợ luôn á. Dù khi nằm giống mà ngầu lại không giống như phải nằm. Bay luôn rồi. Mình ngon tay cao nữa đấy. À, bay qua bên.
lì rồi. Lâu rồi, bây giờ chị gọi chị cơm chị về ăn không anh? Dùng sức nặng. Cây nặng qua lấy cầu đi xong rồi về dùng đi nhà ai rồi đó, nhà Phượng à? Không, đây này là nhà cái thi thì nó tự biết cái tàu. Đây người chị nói gì vậy? Nhìn cái mặt không kìa. Cái là chưa đây à? Đi đảo rồi đi Phượng rồi. Cái là đi nhà chị Phượng hay là nhà Phan Như Trinh? Phan Chính. Chụp cái hình thế ở nhà Phượng mà. Báo phải nhà Phượng. Con đại taxi mà. À, đang ở nhà đó à. Ông Thiên chưa về luôn à? Tôi cũng không biết nữa, thấy đi thôi chứ tôi cũng không biết. Tú Hoà biết Tú Hoà không về chứ chiều về chị mình biết. Sự mãi ghê. Đi bộ bình thường, xưa vợ cũng đi bộ cả tháng trời. Về nhà Văn Hồng Trinh đó. Mấy tháng luôn trời. Ông Phượng vui rồi. Xé giấy cái không, xé lộn cha cái giấy khai sinh của con. Phượng không đó. Nãy là chưa đi bụi với đem hết đồ đạc ở nhà. Cái đó có bà Nguyên á, họ nói quá xong dọn về lại. Vật dễ sợ. Lại đó, lại đó. Chẳng hơi vô vơ đó. Cali dặn Khâu về nhà rồi chứ? Không. Chưa Khâu ở đây thì dặn Cali để Palo đi thôi chứ. Lê xưa dạy Khâu là không có đi. Ít dặn. Cái lý tính chắc em ít dặn ít khi. Không phải cái dặn, ý là ví dụ như khi mình chết giai đoạn xong là lấy cái xe đi đi rồi. Cái xe đi về thì vợ chồng không ai nói chuyện với ai câu nào, nãy kia thôi, ngủ thì mình cũng phụ ngủ đó mà. Mỗi người say mỗi hướng. Còn mà nhiều khi bực lắm là sẽ đi mua vé tàu về liền, nhưng mà trường hợp thì chưa gặp. Tất nhiên mình như khi cái bất xúc vậy mà sẽ dậu về nhà mẹ mình hay thế này kia, nhưng mà tính một lần nóng máu lắm nghe, tính một lần nóng nhanh lắm. Họ là chồng mình khơi gửi khơi nói cái câu gì mà xúc phạm mình hay như là mình đi chớ đúng không, ai mà ở nhưng mà chưa gặp trường hợp. Chỗ này kìm chẳng có mụn. Chị hơi thở với mặt em khác quá. Cái đeo khẩu trang không?
Đi ra hầm bông con thêm. Đau mà em? Hơi đau. Cục này hơi đau nha. Cố gắng nha. Dạ, cục nó lì quá kìa, ăn sâu quá. Bé này chắc để lâu rồi đúng không? Cố gắng nè, đau. Ồ, ra rồi. Ngủ bắn bèo bèo. Ăn gì à? Họ ăn bi á. Ngắt đi ăn luôn. Chị mới rửa mặt, chị mới rửa mặt, chị mới đứng bi. Chị mới rửa mặt, rửa mặt. Ngắt đi. Đi vô mà lo. Ê, nhắc đi ăn, gọi gì về, về đó ăn trái hay rồi. Gọi cơm mà. Không thôi việc. Mà lo, bà đi thấy bụng nữa, đừng ăn cơm nữa. Bụng thấy bụng nữa. Mới no được cứ mà ngủ vậy. Nè, bụng mới bự dễ sợ luôn á. Ăn như heo. Từ từ khi chống mũi về là hạ gà ta vô thế chơi vậy ơi, chơi biết đuổi không được rồi giờ đò đóng phim. Nhanh ghê đó, tớ phiên nhanh ghê. Ừ. Mà rất khỏe. Là nhặt món ăn nữa. Yên vô làm gì nhanh mà nấu. Nó không nấu đừng cho ăn. Ừ. Đúng rồi, kì cả bây giờ đi học hay làm phải nấu làm gì. Đúng rồi, quên đi. Nắm lẩu rồi. Chờ muốn ăn không? Hay là đi ra ngoài ăn đó, đơn giản ăn để thôi. Cho 200.000. Không ai đi chợ rồi, các em nấu thì được, em đi chợ không biết mua.
lên thịt đơn đi, mai Ly sẽ nấu món tàu hũ rau luộc canh trọ nấu chay ăn thơm đã. Nấm xào này chứ, à nấu bánh canh da heo da cá thôi. Ok, lì lá muỗng như trâu á, nằm bé nữa đau chứ, nặng mụn mới đau. Mụn này chắc cũng nuôi được vài tháng rồi. À không, bà Yên là giao cho bà với anh Oanh hiện nay nè, anh Oanh biết nấu nè, đi chợ mua đồ cho mẹ hợp lý nè. Ủa không, không biết nấu mà đi chợ được hả? Vì ngày mình bày thế chị thì mua bao nhiêu thịt, bao nhiêu sườn đồ kìa. Chứ mỗi lần mà em đi chợ là cũng có 2 ngày về đó. Nó tập nấu đi. Sao đây lỡ rỡ... Tôi chồng. Ý là cũng phải biết nấu sơ sơ để làm được. Ừ, nhưng mà giờ nấu gắn xong thì dễ nhé, nấu cho ăn hai đứa thì dễ, mà giờ mình đông người nó lại á, sợ dở chút cho mấy phút rồi, 13 phút gần xí nè, phút 2 phút này thôi mà cũng hết trà rồi. Nhung viên ngọc trai. Bé này lần đầu đi nặng mà đang cũng lì ghê nè. Thực trạng là lì đó. Quéo rồi.